Thế thì kệ em. Anh nói gì vậy? Nay sang bên anh là muốn thay đổi như nào đây? Em muốn nối tóc với cả nhuộm lại. Mẹ em là không muốn cho em chơi màu sáng nữa. Em muốn nhuộm màu trầm ấy. Tức là mẹ bắt sang nhuộm màu trầm? Em thích màu sáng. Nghĩa là thích màu sáng nhưng mà mẹ lại bắt nhuộm màu trầm? Dạ. Anh thấy em khá là hợp với màu sáng mà. Giờ mẹ em thích màu trầm rồi sao? Tại vì cũng có khá là nhiều màu sáng nhưng mà không cần phải tẩy đâu. Thì theo em thì như thế nào? Nhưng mà mẹ em thích màu trầm. Nghĩa là mẹ em không cho nhuộm gì? Thế thì kệ em. Anh nói gì vậy? Không, ý của anh ấy là kệ em chứ không phải là kệ em. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Hay là kệ em à? Ừ đúng rồi, mà lại nghĩa là kệ em ấy. Nghĩa là bây giờ như này nhá, thì bây giờ không tẩy nữa nhưng mà vẫn có một cái màu xám không cần phải tẩy. Hợp lý. Được chưa? Được. Rồi kệ em luôn nhá.